Chào toàn thể quý bác nha, và hôm nay Xưởng Từ Gỗ lại mang đến cho quý bác một siêu tác phẩm ạ, có tên là Phu Thê Viên Mãn, được chế tác bằng chất liệu là gỗ hương ta. Tác phẩm này ạ có mã là TLV447, có kích thước cao 100 ngang 90 sâu 42, và tượng gỗ Phu Thê Viên Mãn là một bức tượng gỗ phong thủy đẹp về tình yêu lứa đôi và mong muốn về sự hòa hợp hạnh phúc trong gia đình. Nào, hôm nay sẽ cùng Xưởng Từ Gỗ tìm hiểu về ý nghĩa cũng như là cách đặt tượng gỗ Phu Thê Viên Mãn để đón tài lộc các bác nhá. Phu Thê Viên Mãn tượng trưng cho hạnh phúc bền lâu của người vợ và người chồng. Đây là ước mơ vô cùng chân thực, giản đơn nhưng cũng có rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống gia đình. Xuất phát từ ước mơ đó, người xưa đã mượn hình ảnh đôi chim công trong những lời chúc cũng như sử dụng các biểu tượng, đồ vật. Chim công là loại chim thể hiện sự trung nghĩa, trung thủy, sắt son, bền chặt, con trống, con mái gắn bó, song hành cùng nhau, mang lại hạnh phúc may mắn cho tình yêu đôi lứa, giúp những người đang độc thân sớm kiếm được nửa còn kia còn lại để gắn bó dài lâu, những người đang yêu sẽ mãi hạnh phúc, những cặp vợ chồng sống bên nhau để đầu bạc răng long. Và ngoài ý nghĩa về tình cảm, hạnh phúc, tượng gỗ Phu Thê Viên Mãn cũng giúp đi xua đuổi luồng khí xấu, mang lại vận khí cho gia chủ rất là tốt các bác nhá. Tượng gỗ Phu Thê Viên Mãn là một tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ mang tính chất phẩm nghĩ rất cao. Đặt một bức tượng Phu Thê Viên Mãn trong phòng khách, văn phòng làm việc sẽ tạo ra điểm nhấn quan trọng cho không gian, thể hiện được gu thẩm mỹ rất cao của gia chủ. Và qua bàn tay của người nghệ nhân thì tác phẩm này được khắc họa một cách cực kỳ khéo léo và tỉ mỉ đến từng chi tiết một. Hình ảnh một đôi chim công đang quấn quýt đan vào nhau ạ, tạo lên một hình ảnh mái ấm gia đình, luôn cặp đôi vợ chồng luôn sắc son bền chặt. Và những cái họa tiết chi tiết trên tác phẩm này đều được chế tác ạ rất là tỉ mỉ, và đây quả là một tác phẩm có 102 trên thị trường. Từng bông hoa, từng chiếc lá, từng cánh chim hay từng chi tiết trên tác phẩm này đều góp phần tạo lên một siêu phẩm các bác nhá. Anh em có thể thấy ạ, những cái cánh hoa làm rất là mỏng tanh này. Và ngoài ra tác phẩm này còn được đục thêm một đôi cặp chim chỉ các bác nhá. Những bông hoa đào này, đó, lở căng tròn ra, và những cái chi tiết kênh bong rất là nhiều. Màu gỗ hương ta thì rất là sáng ạ. Đây ạ, một chú chim chỉ đang cúi xuống gọi những người bạn tình ở bên dưới tác phẩm ấy nhá. Và chủ đạo vẫn ở giữa là một đôi chim công đúng không ạ? Đó, từng cái chiếc lông, từng đôi cánh ạ, đó khắc họa tô điểm thêm cho tác phẩm này rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây quả là một bức tranh cực kỳ đẹp và để đời, để các bác có thể đặt chơi trong nhà, vô cùng đẳng cấp và toát lên phong thái của gia chủ các bác nhá. Tượng gỗ Phu Thê Viên Mãn tốt nhất nên đặt ở trong phòng ngủ của cặp vợ chồng. Nhớ là nên đặt tượng ngay đầu giường, đặt tượng trên các đôn gỗ chắc chắn, đảm bảo độ sạch sẽ, sáng của tác phẩm. Bên cạnh, tượng gỗ Phu Thê Viên Mãn cũng phong thủy cũng rất là thích hợp khi chúng ta trưng bày tại phòng khách hay trên kệ tivi, hành lang cầu thang. Lưu ý ạ, nên giữ tượng sạch sẽ, tránh ẩm thấp, tối tăm, không tùy tiện dùng đồ cá nhân treo lên bức tượng, và rất kiêng kỵ dùng đồ vật bên ngoài như mũ áo làm che lên một trong hai chú chim công. Và vừa rồi em đã quay qua để giới thiệu đến anh em một siêu tác phẩm hàng nghệ nhân top 1 bên em đục ạ. Và bác nào đang quan tâm đến siêu phẩm này có thể liên hệ ngay với em qua số điện thoại online 033 933 1111 hay 0355678885, và đừng quên website là xưởngtugỗ.com. Các bác đừng hãy để lại MC một like và đăng ký kênh trước khi rời đi các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Xin cảm ơn.